Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang vừa cứu được 9 thuyền viên trong vụ chìm tàu cách bờ biển Tân Thành khoảng 10 hải lý. Đó là các thuyền viên trên tàu TG-0969TS của ông Nguyễn Văn Tốn, ngụ huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Thông tin ban đầu, các thuyền viên làm nghề đóng đáy hàng khơi đang trên đường vào bờ. Khi cách bờ biển Tân Thành khoảng 10 hải lý thì tàu cá bị phá nước và chìm. Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang đã điều động một tàu của Hải đội 2, đồng thời huy động 7 tàu cá đang hoạt động trên khu vực đến tham gia cứu nạn. Sau hơn 3 giờ tìm kiếm, các tàu đã vớt được 9 thuyền viên đưa vào đất liền. Tại Hải đội 2, các ngư dân trên đã được kiểm tra y tế, chăm sóc sức khỏe, đồng thời lập hồ sơ tiếp nhận, thông báo đến chính quyền địa phương và gia đình tiếp nhận theo đúng quy định.